Tiết lộ vụ hàng chục đến Mỹ chấu mặt choáng ván sau khi chạm trán UFO trong chiến tranh Triều Tiên. Một vật thể bay kỳ lạ dễ dàng bay xuyên qua các vụ nổ đạn pháo. Vô sự, trước đạn xuyên giáp cũng như là phát ra thứ ánh sáng màu cam khiến những binh sĩ của nước Mỹ choáng váng và để lại nhiều di chứng sức khỏe cho đến tận ngày nay. Vào một buổi sáng tháng 5 năm 1951, thì một năm sau khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, PFC Francis P. Wall và trung đoàn của ông khi đó đang đóng quân ở gần Johnstown, khoảng 60 dặm về phía bắc Seoul, khi họ đang chuẩn bị pháo kích một mục tiêu gần đó thì bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ trên những ngọn đồi thứ gì đó trông giống như là một chiếc đèn lồng đang lao xuống núi nó phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ bay hướng về phía những người lính và khiến họ cảm thấy choáng váng rệu rã theo lời kể của các binh sĩ trong khi chưa hoàn hồn vì những gì vừa xảy ra họ được chứng kiến tiếp một tình huống kinh ngạc hơn nữa chiếc phi thuyền tiến xuống làng nơi những quả đạn pháo bắt đầu nổ họ nhận thấy vật thể này có thể bay thẳng vào trung tâm của một vụ nổ mà hoàn toàn không hề hấn gì Wong nói với John P. Tamerman, thuộc Trung tâm Nghiên cứu UFO trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1987. Sau khi bay được một vòng, thì vật thể quay lại gần căn cứ Mỹ và phát ra ánh sáng màu xanh lục thay vì màu cam trước đó. Chỉ huy đại đội cho phép bắn vào vật thể bằng đạn xuyên giáp từ súng trường MI Brand. Tuy nhiên, những viên đạn hoàn toàn vô dụng, cứ như thể nó được bọc bởi một trường gì đó xung quanh. Thứ ánh sáng nó phát ra tiếp tục làm cho cả đội khốn khổ quang nhớ lại anh cảm thấy cảm giác bỗng rác, ngứa ran tỏa khắp cơ thể họ nhanh chóng lao vào hầm ngầm và nhìn trộm qua các cửa sổ quan sát khi tàu bay lơ lửng phía trên họ và sau đó bắn ra ở góc 45 độ. Ba ngày sau vụ việc thì toàn bộ đơn vị của quan đã được sơ tán bằng xe cứu thương. Và điều kỳ lạ tiếp tục xảy ra, sau khi được điều trị y tế, những người lính được phát hiện mắc bệnh lị và có số lượng bạch cầu cực kỳ cao. Theo Richard F. Hines, thì một nhà nghiên cứu về UFO và là một nhà khoa học từng làm việc cho NASA, họ có những triệu chứng nghe giống như là ảnh hưởng của phóng xạ. Các giả thuyết Cùng với câu chuyện của quan sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào tháng 7 năm 1953, hàng chục binh sĩ đã báo cáo nhìn thấy các vật thể bay không xác định tương tự trong suốt cuộc xung đột kéo dài 37 tháng. Chúng thường được miêu tả trông giống như là đĩa bay. Theo các báo cáo không chính thức, có tới 42 người đã được chúng chứng thực bằng các báo cáo nhưng chứng bổ sung. Theo nhà sử học chiến tranh Triều Tiên Paul M. Edwards viết trong cuốn Unusual Footnote To the Korean War, giả thuyết đầu tiên được nhiều nhà nghiên cứu đưa ra rằng đây là một thứ vũ khí tối tân của Liên Xô dựa trên công nghệ của Đức và nghiên cứu nước ngoài để phản trọng lực. Những thiết bị bay này được cho là rất lớn, nó có thể mang trọng lượng 50 tấn và được cung cấp năng lượng từ lực đẩy điện từ. Nhưng càng sau thì giả thuyết này càng ít thuyết phục nếu không muốn nói là bị bác bỏ. Lý do là nếu họ thực sự sở hữu những thiết bị như thế, họ chắc chắn đã sử dụng chúng trong các cuộc chiến tranh sau này, như là chiến tranh Việt Nam. Và thêm vào đó, những gì được miêu tả cho thấy chúng được trang bị công nghệ cao không tưởng so với thời 50 ví dụ trong trường hợp của quan anh ta đã mô tả một loại trường lực có tác dụng bảo vệ vật thể khiến những viên đạn bay đến bật ra khỏi phi thuyền điều mà ngay cả đến ngày nay cũng chưa có bất cứ báo cáo nào về việc quân đội trung quốc và nga có trong kho vũ khí của mình một số thì cho rằng đó đơn giản chỉ là ảo ảnh hình thành do các chiến binh kiệt sức dưới sự căng thẳng của cuộc chiến điều kiện chiến đấu gần như căng thẳng đến mức không thể chịu đựng nổi và hoàn toàn có khả năng anh ta có thể đã trải qua một loại ảo giác nào đó do sự khủng bố của tình trạng nơi anh ta thường xuyên lo sợ cho cuộc sống của mình từ năm 1952 đến năm 1986, không quân Hoa Kỳ đã điều hành Project Blue Book, một nghiên cứu có hệ thống về các vật thể bay không xác định và mối đe dọa tiềm tàng của chúng đối với an ninh quốc gia. Vào tháng 12 năm 1969, không quân tuyên bố họ không tìm thấy gì đáng chú ý và chấm dứt một hoạt động bảo trợ nghiên cứu. Nhưng nhiều người tin rằng dự án đã kết thúc một cách dở dang và còn nhiều việc phải làm, dẫn đến các cuộc phỏng vấn tương tự với các nhân chứng và các cuộc điều tra khác được thực hiện bởi hàng chục tình nguyện viên trong nhiều thập kỷ sau khi dự án kết thúc. Hanet là một trong số họ. Ông mô tả mình là một nhà khoa học với một tâm hồn cởi mở. Tôi không tin vào những gì cơ quan chính phủ nói. Tôi đang cố gắng để dữ liệu thuyết phục tôi bằng cách này hay cách khác. Đó là cách tiếp cận khoa học. Bạn sẽ rất ngạc nhiên là có hàng tá báo cáo, những cảnh tượng tương tự trong chiến tranh Triều Tiên và các cuộc xung đột khác. Về phần mình, thì hai nét tin rằng sự phức tạp của chiến tranh Triều Tiên có thể đã thu hút sự chú ý của những nhân tố trong vũ trụ. Theo ông, thì từ thời tiền sự đã có hàng ngàn bằng chứng cho thấy những nền văn minh ngoài trái đất vẫn luôn dõi theo chúng ta. Chiến tranh Triều Tiên là một cuộc chiến lớn ngay sau Thế chiến thứ hai. Và tất nhiên, nếu bạn quan tâm đến việc một quốc gia khác hoặc là một chủng tộc người khác đã chiến đấu với cuộc chiến của họ như thế nào, bạn sẽ muốn thu thập thông tin về điều đó, phải không? Vì vậy, họ đã gửi các phóng viên tới trái đất hậu quả vẫn còn đến ngày nay trong những năm sau chiến tranh thì Quan mất liên lạc với nhiều người trong trung đoàn của mình những báo cáo của ông không được thừa nhận họ nghĩ rằng chúng tôi bị điên anh ấy nói với thames merman Tuy nhiên, thì điều khiến quan và các đồng đội vẫn không để những gì chứng kiến chìm vào quên lãng là hậu quả kéo dài của các căn bệnh, phải hứng chịu sau lần chạm trán đó, ví dụ các vấn đề về dạ dày, rối loạn tinh thần, mất trí nhớ sau khi trở về Hoa Kỳ. Và theo lời kể của con gái của ông là bà Rani Danny, ông quan nghỉ hưu năm 42 tuổi và phải vật lộn với hậu quả của chiến tranh suốt phần đời còn lại. Ông đặc biệt bị ảnh hưởng bởi tiếng máy bay và một lần đã đánh ngã mẹ và em gái xuống đất sau khi nhầm họ với quân địch. Quang qua đời vào năm 1999, những hồi ức của ông về lần chạm trán UFO là nhất quán và gây gắt. Nhưng thật hư, sự việc cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.